Đáng lẽ là bị cáo được hưởng thêm một số tình tiết giảm nhẹ để mà có thể giảm mức hình phạt đã tuyên theo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên là bị cáo viết đơn kháng cáo thì cứ một mực là kêu oan. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm trước mình có làm một cái video chia sẻ về cách soạn một cái đơn khởi kiện. Thì sau đó có một số bạn nhắn tin hỏi mình là anh hướng dẫn tiếp thêm một số văn bản khác. Thì hôm nay mình nghĩ ra là sẽ hướng dẫn các bạn soạn thêm là một cái đơn kháng cáo như thế nào. Bởi vì quá trình giải quyết một vụ án các bạn nó không kết thúc ở án sơ thẩm đâu. Nếu một số trường hợp có án sơ thẩm mà hai bên đương sự đều cảm thấy hài lòng thì họ sẽ không đi kháng cáo. Nhưng mà trong một số trường hợp như là trong vụ án hình sự bị cáo có nhu cầu là xin giảm án, hoặc là trong vụ án dân sự một bên cảm thấy quyền lợi của mình bị thiệt thòi, hoặc là không có đồng ý với cái hướng của bản án sơ thẩm, thì họ đều có quyền là kháng cáo. Do đó là trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách để viết một cái đơn kháng cáo như thế nào để được xem là đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật. Khi mà các bạn viết đơn kháng cáo thì các bạn đã xác định được đối tượng của cái vụ tranh chấp đó là ai rồi. Không có như là lúc mình viết đơn khởi kiện là mình phải suy nghĩ mình khởi kiện ai, khởi kiện cái gì. Và khi chúng ta kháng cáo thì chúng ta cũng đã biết được nội dung mà hướng tòa án đã xử sơ thẩm như thế nào, để mà chúng ta đưa ra những cái lập luận của bản thân để phản bác cái lập luận đó, để mà trình bày trong đơn kháng cáo để tòa án cấp phúc thẩm thấy là à, những cái lập luận của mình là có căn cứ. Và thêm một cái nội dung đơn giản nữa là khi mà các bạn viết đơn kháng cáo, các bạn sẽ chắc chắn biết được là các bạn gửi cái đơn kháng cáo đó cho cái tòa án nào đã xử sơ thẩm cái vụ án đó, thì các bạn chỉ cần gửi cái đơn kháng cáo đó cho cái tòa án đã xử. Thì sau khi tòa án đã xử, cái bản sơ thẩm đó nhận được đơn kháng cáo của các bạn, thì họ sẽ có trách nhiệm chuyển toàn bộ cái hồ sơ cái vụ án đó lên cho tòa án cấp phúc thẩm. Các bạn không cần phải lên tòa án cấp phúc thẩm để mà nộp cái đơn kháng cáo đó đâu. Về đơn kháng cáo thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đó là một cái mẫu do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành. Nếu như các bạn nào có nhu cầu lấy cái mẫu này thì có thể xem thêm trong phần miêu tả của video. Cái nội dung đầu tiên là về ngày tháng năm thì cũng rất là đơn giản. Các bạn cần điền đúng cái ngày vào cái ngày các bạn nộp cái đơn kháng cáo cho tòa án. Nhưng mà mình có một cái lưu ý cho các bạn là thời hạn kháng cáo nó có bị giới hạn, là chỉ có trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa án cấp sơ thẩm tuyên cái bản án đó, nếu như mà các bạn có tham gia vào cái phiên tòa đó. Còn nếu như các bạn không có tham gia vào cái buổi tuyên án đó thì thời hạn 15 ngày nó sẽ được tính từ ngày các bạn nhận được cái bản án đó. Chỉ trừ một số trường hợp như là trở ngại khách quan hoặc là do sự kiện bất khả kháng mà các bạn không thể nộp cái đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày đó thì các bạn mới được xem xét đơn kháng cáo quá hạn thôi. Còn lại tất cả các trường hợp khác, các bạn nộp đơn kháng cáo sau 15 ngày thì tòa án sẽ không có thụ lý cái đơn kháng cáo của các bạn đâu. Nội dung số 2 là kính gửi tòa án nhân dân nào thì rất là đơn giản, là tòa án nào xử lý, giải quyết thì các bạn nộp cái đơn kháng cáo và các bạn kính gửi cái tòa án đó. Các bạn lại nghĩ là nộp cái đơn kháng cáo cho chính cái tòa án đã xử sơ thẩm thì nó không khách quan thì sao? Không có gì phải lo lắng các bạn. Các bạn nộp đơn kháng cáo thì họ phải có biên nhận, và trách nhiệm của tòa án cấp sơ thẩm là họ sau khi nhận cái đơn kháng cáo hợp lệ thì họ sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đó lên tòa án cấp phúc thẩm, một cái tòa án khác sẽ xử lại, xem xét lại cái vụ án của các bạn. Nội dung số 3 là thông tin của người kháng cáo thì rất là đơn giản, các bạn điền thông tin của các bạn vào đó. Đối với những cái thông tin nào mà người ta mở ngoặc ghi nếu có thì các bạn có thì điền, không có thì thôi, không sao cả. Phần thứ tư là hai chấm. Thì cái nội dung này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ghi là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong cái vụ án tranh chấp về vấn đề ABCD gì đó. Các bạn cứ nhìn vào bản án sơ thẩm là các bạn sẽ biết cái tư cách của các bạn nè. Và nội dung tiếp theo là nội dung số 5 là kháng cáo hai chấm. Ở chỗ này các bạn hết sức lưu ý, ví dụ trong một cái vụ án hình sự, tòa án cấp sơ thẩm tuyên rất là nhiều nội dung, trong đó các bạn chỉ không đồng ý với cái nội dung là về hình phạt thôi, còn về trách nhiệm bồi thường ABCD còn lại thì các bạn đồng ý. Thì khi các bạn kháng cáo, các bạn không nên kháng cáo toàn bộ nội dung vụ án, chỉ cần kháng cáo một phần cái bản án sơ thẩm thôi và phần đó là phần nào. Và hai cái nội dung tiếp theo, nội dung rất là quan trọng là lý do kháng cáo và yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết cái vấn đề gì. Thì mình sẽ nói chung hai cái nội dung này cho các bạn dễ hình dung. Về lý do kháng cáo thì các bạn không cần phải đưa ra cơ sở là theo quy định ABCD này thì tôi được kháng cáo đâu. Bởi vì cái quyền kháng cáo là cái quyền mà pháp luật cho phép những cái người liên quan trong cái vụ án thực hiện cái quyền kháng cáo. Chỉ cần các bạn thấy là quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì các bạn cứ viết đơn kháng cáo thôi. Luật không xem xét là thực tế cái quyền lợi của các bạn có bị ảnh hưởng thiệt hay không. Ví dụ như là bạn là người sai đó, bản án sơ thẩm có nội dung tuyên là bạn sai, bạn phải bồi thường, nhưng mà bạn vẫn thấy là quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì bạn cứ đi kháng cáo. Đó là cái quyền của các bạn không bị hạn chế cái quyền đi kháng cáo, miễn sao các bạn kháng cáo đúng hạn. Thì lúc đó các bạn chỉ cần trình bày lý do là theo nội dung án sơ thẩm thì tôi bị tuyên cái nội dung ABCD như thế này,
và tôi thấy nó không có đảm bảo quyền lợi của bản thân tôi. Thì đó là nội dung, là lý do kháng cáo rất đơn giản thôi. Luật không bắt buộc là các bạn là phải thực sự là người đúng thì các bạn mới được kháng cáo, không phải vậy. Kháng cáo dành cho tất cả mọi người liên quan trong cái vụ án đó. Tuy nhiên, trong cái phần lý do kháng cáo này, nếu như các bạn trình bày rõ ràng, đưa ra những cơ sở thuyết phục có căn cứ để chứng minh cho cái việc là tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên một cái bản án không đúng pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn, thì nó sẽ dễ thuyết phục tòa án cấp phúc thẩm hơn là cái việc các bạn cứ trình bày chung chung là tôi thấy quyền lợi của tôi bị xâm phạm thì nên tôi kháng cáo. Thì như vậy thì nó cũng sẽ không tốt cho cái vụ án của các bạn. Và nội dung quan trọng cuối cùng đó là yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết cái vấn đề gì. Các bạn lưu ý là tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét những cái nội dung vụ án có kháng cáo hoặc là kháng nghị của viện kiểm sát, họ sẽ ít khi nào xem xét lại những cái phần khác của cái bản án cấp sơ thẩm nếu như mà không có kháng cáo kháng nghị. Ví dụ như hồi nãy mình có nói là trong vụ án hình sự, các bạn bị tuyên mức án bao nhiêu đó và bồi thường bao nhiêu tiền, các bạn chỉ cảm thấy không hài lòng về mức án mà thôi, các bạn đồng ý về cái vấn đề bồi thường. Thì khi các bạn kháng cáo về nội dung là mức án mà bản án sơ thẩm đã tuyên, thì tòa án cấp phúc thẩm họ chỉ xem xét xung quanh cái vấn đề là cái mức án đã tuyên mà thôi, họ sẽ không xem xét lại vấn đề bồi thường thiệt hại đã được ghi nhận trong bản án cấp sơ thẩm, bởi vì các bạn đã đồng ý nội dung đó rồi, các bạn không có kháng cáo và viện kiểm sát cũng không có kháng nghị về cái phần bồi thường thiệt hại đó. Và trong cái phần yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết thì các bạn phải nêu rõ cụ thể yêu cầu các bạn là gì. Nếu các bạn không đồng ý với nội dung án sơ thẩm đã tuyên, các bạn muốn sửa theo hướng ABCD như thế nào, thì các bạn phải yêu cầu cụ thể là tòa án cấp phúc thẩm phải sửa cái bản án sơ thẩm đó theo hướng như thế nào, và cơ sở để các bạn yêu cầu dựa vào những cái căn cứ nào. Và trong một số trường hợp khác, có những cái chứng cứ mà tòa án cấp phúc thẩm không thể thu thập được, không thể làm rõ được, thì các bạn có thể yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy các bản án sơ thẩm và trả hồ sơ lại cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại từ đầu. Và khi hồ sơ được chuyển lại cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại từ đầu thì sẽ phân công một thẩm phán khác mà không phải là cái thẩm phán trước đó đã giải quyết cái lần sơ thẩm lần thứ nhất. Về tính chất của xét xử phúc thẩm thì mình chia sẻ một chút về những cái suy nghĩ mà mình thấy trong thực tế. Có một số trường hợp các bạn là khách hàng thực hiện hành vi phạm tội rất là rõ ràng, nhưng mà trong tư thế của khách hàng họ cứ nghĩ là họ không phạm tội, họ cho rằng là họ bị oan. Nhưng mà nếu như mà đưa cho luật sư thì khi đó trong vị trí là luật sư thì cái người làm luật sư họ phải phân tích rõ cho khách hàng mình biết là anh đã thực hiện hành vi phạm tội trên thực tế rồi, không thể nào là oan được. Thì để định hướng cho khách hàng là tránh cái việc là khách hàng bị ảo tưởng là mình cứ vô tội và khách hàng cứ đi kháng cáo kêu oan. Bởi vì như hồi nãy mình đã nói, phạm vi xét xử phúc thẩm họ chỉ xem xét những cái nội dung nào mà các bạn kháng cáo mà thôi. Các bạn đi kháng cáo kêu oan, họ sẽ xem xét là các bạn có bị oan hay không. Bạn không bị oan thì họ sẽ giữ y án sơ thẩm, họ sẽ không xem xét đến việc là giảm án cho các bạn. Còn nếu như luật sư đã tư vấn kỹ cho khách hàng rằng là anh đã phạm tội rồi, bây giờ chỉ còn một cách là tìm những cái cơ sở để xin giảm nhẹ hình phạt cho anh mà thôi, thì lúc đó là chúng ta sẽ viết một cái đơn kháng cáo theo cái hướng là xin giảm nhẹ hình phạt. Khi xét xử, hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ xem xét cái đơn kháng cáo của các bạn, à họ thấy là anh xin giảm nhẹ hình phạt, và căn cứ đưa ra những cái tình tiết giảm nhẹ mà anh đưa ra đó có hợp lý hay không. Và khi đó họ sẽ xem xét là nếu như mà có cơ sở thì họ sẽ sửa án sơ thẩm theo hướng là giảm nhẹ hình phạt cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn cứ một mực kêu oan trong khi đó thực tế các bạn đã phạm tội, thì hội đồng xét xử sẽ không có xem xét đến việc là có được hưởng thêm một số tình tiết giảm nhẹ khác hay không. Thì lúc đó là cái bất lợi là thuộc về các bạn, các bạn hết sức lưu ý cái việc đó. Thì trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình liên quan đến cái việc là viết một đơn kháng cáo như thế nào. Mình hy vọng thông qua video các bạn sẽ hiểu thêm một chút ít về các quy định liên quan đến kháng cáo và xét xử phúc thẩm. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.